Chào mừng mọi người quay lại với kênh của Thế Hiển Channel. Bữa nay mình chơi một vị tướng là Murad, một vị tướng là có sự ảo diệu nhất liên quân. Anh ta đòi hỏi quýnh kỹ năng. Murad, mọi người cũng biết Murad với Na là bộ đầu huyền thoại, con nào quýnh cũng đòi hỏi kỹ năng hết trơn nha mọi người. Đây là những con tướng thì mình yêu thích. Khi mình đã biết chơi liên quân thì mình rất yêu thích yêu thích đầu tiên là ghi tướng là cái gì không? Enzo. Sau thời gian mình quýnh, mình leo rank mình thấy nó cực khổ quá. Mình quýnh cái con bắt đầu mình sẽ đổi. Mình đổi như vị tướng ngủ không mua gáp. Cái bắt đầu cái mình thấy quýnh lên tay rồi nó lên rank. Sau này mình quýnh nhờ những vị tướng này mua gáp với ngủ không mà mình được lên ganh cao thủ. Đó. Đôi lúc cũng mình quýnh cũng khá được là nhiều con, chẳng hạn như là Athu nè, AD nè, mid top đi được hết. Mid thì mình đến quýnh Amelie rất là nhiều với cái con mà Aron. Support thì quýnh được, nói chung là mình quýnh lên mấy cái ganh cao thủ là mọi người phải biết quýnh tầm khoảng là 9-10 con tướng nha. Để khi mà bị người ta tranh đường á, mình có thể là mình quýnh được các đường luôn. Nhưng mà mình quýnh phải chắc tay cũng một hai con, chẳng hạn như là mình quýnh chắc tay nhất là con ngu không sao kế tiếp là con Murad. Và bây giờ bên tem bạn với tem mình là chịu dân đập nè, mà bên mình có giết được không đó là một chuyện, mà mình bay ra ảo anh chạm và Amelie phải bỏ mạng trong tay của mình mà thôi. Kích quá nè. Bài vô giết được không đó là một chuyện, là ảo anh chạm giết mày trong trụ luôn. Và cái cách combo của của cái con Murad nó cũng là khá dễ chịu nha. Thôi đầu game mọi người nhất định là phải ăn rồng nha, tại vì con rồng nó có một lượng sát thương rồng, thứ hai là nó có một lượng vàng nhất định để cho team mình nó có tiền để nó mở mua đồ, và nó có khi là nó có nhiều lợi thế. Thứ hai là mọi người phải ăn, nếu cảm thấy ăn được cái con tà thần Seiya thì nên ăn nha, nó có một lượng giáp phép đó, và có những con tà thần Seiya con nó cũng đẩy đường cũng ngon lành đó. Đó là cái cách hướng dẫn khi mình đi rừng là một cách tốt nhất cho mọi người nha. Đó, thứ hai là mọi người phải dọn sạch lính, phá sạch trụ và dọn sạch đường. Và bên tem bạn bây giờ nó ăn được cái con tà thằng Seiya rồi. Hiện tại mình đang đi đơn nha mọi người. Và mà cái bản ngọc của Murad mình cũng nói luôn, đó chính là 10 viên ngọc đỏ là tốc đánh tỷ lệ chi mạng, và 10 viên ngọc xanh là công vật lý xuyên giáp, và 10 viên ngọc tím đó là 3 viên hút máu, và 7 viên là tốc đánh tốc chạy ở mùa này nha. Đó, bây giờ mình qua hỗ trợ tại đường rồng nè. Bay giết Alexke không đó là một chuyện, và nổi lên não anh chạm và chém chị ta, về chị ta phải bỏ mạng trong tay của mình. Bây giờ mình đang kích nội tại, đang chờ thời cơ. Đó, bắt đầu cái chiều mình hồi nè, bay qua giết mày luôn, có giết được không đó là một chuyện, và giết người luôn, chém mày luôn, ngẫm cụ tội. Cuối cùng đầu game thôi à, mình đã gần phút thứ 4 mà chém ảo anh chạm chết bụi, và anh ta phải bỏ mạng trong tay của mình là 5 mạng luôn. Bây giờ mình quá xanh xao luôn mọi người ơi. Rồi cái con này quýnh bây giờ quá tài đã, là từ lúc mà nó được tăng sức mạnh cái gì nè. Quýnh quá trời sướng là chịu dân không đập ai, đập cái con mà trợ thủ này thì chịu dân. Nè bay giờ nè, giết con gái luôn nè, chơi mày luôn nè, giết mày trong trụ nè, nó trụ nó bắn được mình một phát thôi, nhưng mà mình lui ra nó đã giết một mình. Bây giờ nè mình vượt theo nè, giật lại hên quá, có Vira đỏ. Ta gọi cái đó ta gọi là hay hên chứ không phải là hay nha mọi người, cái đó gọi là chính là hên. Bây giờ nè quay lại kích nội tại nè, chém tu lên luôn nè. Nè chơi giết chịu dân cái đó, nó lượm một kill nữa cho là 7 mạng luôn đó. Ảo anh chạm để chơi tu lên nó, bây giờ mình không dám lại nó giết mình xong. Ảo anh chạm luôn nè, quất luôn, kích nội tại nè, tại quái nè, chờ thì cơ nè, quất luôn nè, 1 2 3 vô.
Này thì tu lên, bây giờ qua sẵn chớn là bên mình nó đang có lợi thế là 10-0 luôn. Mình ăn cái con quái ăn sạch sạch quái không cho chịu dân farm luôn à. Và hiện tại bây giờ ở phút thứ năm, team mình nó quá tài là xanh sao rồi. Xanh nhất là mình không ăn hết là 7 mạng rồi. Đó, bây giờ mình giờ đi hỗ hỗ trợ đồng đội luôn. Nè, farm quá lính nè, cho lính nó không lên được luôn mấy là đỉnh. Nè này thầy giết bồ mình nè, tôi giết về luôn. Thôi cái điểm này là tao gọi là điểm hỗ hỗ trợ nhưng mà không sao. Người ăn cơm cũng phải cái nhường cho người ăn cháo chứ. Nè, bắt đầu nào qua ảo anh chạm nào, 1 2 3 vô. Đó, hên quá Amelie nó đá chút xíu mình chết queo mọi người ơi, lui về hồi đi hồi máu mới được. Mình đang xanh sao mình không không thể cho chết được, mình chết là tem nó có cái lượng vàng từ mình đó, nó ăn mình thì thơ sơ nó cũng được 2 cái ca vàng đó. Cái cách combo của mà Mugat cũng khá là đơn giản. À, bay vô lướt 2 lần lại vô chém quái 2 cái nó sẽ ra ảo anh chạm. Từ lúc mà nó tăng sức mạnh về cái chiêu 1 á là nó được giảm hồi chiêu và ảo anh chạm nó, nên là lướt 2 lần là nếu mà mọi người muốn làm không cần mà kích quái hay là kích nội tại từ quái là mọi người dùng cái chiêu 1 á lướt thiệt là nhanh, nó chờ chiêu 1 nó hồi chiêu là quay lại là ảo anh chạm luôn. Và cái cách combo của mình đó chính là 1 2 3, không thôi là 1 3 2. Rồi mình qua dọn cái sạch cái đường, nhiệm vụ của những người đi gần là cần phải có đó chính là biết gì không? Dọn sạch lính, phá sạch trụ và hỗ trợ đồng đội và ganh cho thật tốt. Đó, mình qua hỗ trợ chút xíu nó giết giết con John mình vì con Joker mình sao? Mấy nãy bạn nợ tôi một bạn Joker. Bây giờ mình qua cái hỗ trợ cái đường mình phá dọn sạch cái đường này cho nó lính nó đẩy lên cho mình dễ đẩy trụ ơi. Bây giờ đồng đội bên trang bạn nó cũng không dám lên đó mọi người ơi. Nó lên thì nó bị nói chung là bây giờ bên kia nó đang phới quá giờ nó không dám lên nó ấy mà nó bây giờ nó đâu mà nó súp lại đi 4 5 thằng nó sợ chết nó đi súp lại kìa. Thôi đi qua hỗ trợ phá trụ bên đây sạch nữa là thấy ngon lành cành đào đó nghe. Đó, lụm tiền giật lại ăn con quái này luôn nè. Nè coi nè, còn mình bay qua kích nội tại chém nè, chém đi hù dọa anh ta thôi mà không có gần nửa cây máu, hù dọa không gần nửa cây máu rồi thì cho nó xanh làm cái gì cũng đúng nè. Ở đâu là chém này nè, ảo anh chạm nè, giết mày luôn, bị du cơ giết luôn quá hay. Du cơ nó phái đi với mình hay gì, dọn sạch lính cho nè, dọn nè mày cứng lên được hả mày. Đó, nào nè nè giết mày luôn. Vô tình lượm một kill nữa. Bây giờ đang ở phút thứ 8 gần phút thứ 9 mình đang 8 mạng hỗ trợ 3 mạng quá xanh sao này. Nè nè lượm mày luôn nè, lượm mày luôn. Quá ngon là anh cành đào. Này chịu dân này giết mày luôn. Này giật lại nè, không biết có sống được không đó là một chuyện, hên quá mọi người. Bây giờ lướt giết mày luôn. À, chết rồi bỏ mạng nhờ có còn giáp hồi sinh không sao giật lại. Từ lúc mình đi đơn thì chứ có những đồng đội quýnh là quá ok, quá tài hay, nên đây là hay không bằng hên. À, qua ăn cào thằng luôn nè, đó ăn cào thằng luôn lại sao, nhưng mà ăn cào thằng tạ thả con cào thằng chạy bên cái đường cào thằng luôn vậy nó mới định giết mày luôn. Thôi lui lại. Bắt đầu mình mua chọn cái nanh cái đã. Cái nanh nó chém mấy thao thấm sao, cái nanh nó tới 200 công vật lý rồi.
Bây giờ nó lên cấp 15 thì nó được tầm khoảng 200, thì nó lên 10, cấp 10 thì nó lên tới 2.000 đam. Mà cấp 15 thì nó lên tới 3 ca đam. Tổng cộng cái thương Loris thì được 108, phút một kiếm nó được 80, nó chạy ra là 260, 260 tương đương với 6 7 ca đam à. Trời trời, lên cấp 10 rồi 6 7 cấp 15 cũng tính cũng hoàn chém cái 6 7 ca đam à. Hồi lúc mình quýnh biết sao mà mình tính được không mọi người, tại vì nó lên nó tính theo cấp đó. À, bắt đầu nằm bay qua giết chị dân nè, được không, đó là chuyện mà anh ta đập mình lưu lợi liền, cấu ghẻ mà liền quay lại chờ thời cơ giết mày luôn nè. À, dù cơ như phái đi với mình vậy. Bây giờ mình đang show map mini với anh cái John bên trong bảng, nó đang đẩy cái con là lính siêu cấp của mình phải chọn sạch mới được. À, cho lính siêu cấp mình tràn lên, bắt đầu rồi show qua hỗ trợ đồng đội luôn nè. Dọn sạch cái tên tiếp thôi, cho mất mình đi lưu giờ không thôi, cái con Aricker nó phun phép nó thảy cái gần chết chết luôn quá. Giờ tháng John kìa. Bây giờ quay lại tập ăn cái con tàu thằng chia da cái đang phá lòng ăn cái con bùi xanh này luôn, thấy không? Đấy, sao không biết cái con ra đi đi kìa, nó phun phép nó mạnh thiệt chứ. Con tăng Amelie mà nó thấy còn gần nửa cây máu luôn mà. Mọi người thấy vậy chứ, win một cái ván game mà win một cái ván quen là cũng cả một vấn đề đó. Team bên mình nó xanh rồi, nó đang ở bây giờ bên mình nó là 37 16, bên mình nó cực kỳ là xanh xao mà vẫn chưa đẩy được trụ đó, đó là một chuyện, tại vì team mình nó chưa có cái gì để đẩy chân. Và team mình nó hiện tại giờ nhìn trên bản đồ đồ nhỏ nó đi lẻ nè mọi người thấy không? À, dọn sạch đường đây, bắt đầu đi hỗ 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 trợ đồng đội là vừa luôn đó nha. Giờ mình quá nhiều vàng kích nội tại, mình có giết bên trong bạn được không, đó là một chuyện nè. Bay qua giết John luôn. Đấy, dọn John nó chậu quá chậu rồi kìa. Thôi mình bỏ mạng, nhưng mà tem mình nó có giết giết chết ba người, chết một người mà giết chết được ba người quá ngon rồi. Bây giờ chỉ còn 2-4 win 2 mà chỉ còn tính thời gian là win thôi mọi người ơi. Đang trông chờ mình đã bỏ mạng tại khu vực đường giữa rồi, bây giờ chỉ còn ấy mà thôi, bên trong bạn nó chết hết 5 người luôn rồi, chỉ còn tính trụ, chỉ còn thời gian mà thôi, cuối cùng đã win luôn rồi. Một trận đánh có thể nói là cũng khá là vất vả. Chào mọi người, hẹn gặp lại lần sau.